Thời gian gần đây, cửa sông Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình liên tiếp bị bồi lấp, luồng lạch thay đổi khiến việc đi lại của tàu cá gặp nhiều khó khăn. Đã có một số trường hợp do không thông thạo luồng lạch khi đi qua cửa sông đã bị mắc cạn, hư hỏng chân vịt, bánh lái, thậm chí bị lật tàu, làm ngưng trệ hoạt động đánh bắt. Mỗi năm có bão gió mưa lũ lụt về là cửa nó cạn. Mỗi chiếc tàu mình ra là phải mắc cạn, phải kéo rất là khó khăn, mà nhất là qua mùa mưa bão này vào ra là nguy hiểm cả tài sản cả tính mạng nữa. Ví dụ những tàu tôi sắm chiếc tàu đó tuổi thọ nó 20 năm, nhưng mà theo cái cửa lật cạn thì tổng tầm 10 năm là nó sẽ hư rồi. Cửa biển bên đấy quá cạn nên vào không được, vào ra là khổ lắm. Bởi vì tàu đại đa số đầu sông danh nhiều, dân thì bảo nên mà toàn ra đầu ở sông danh cả. Muốn cấp trên xây được cảng cá rồi xây được ấu neo đầu rồi thì muốn làm ra cho cái cường xấu để cho người dân vào ra cho đỡ hư tàu. Không riêng gì cửa sông Nhật Lệ mà cửa Roằng, cửa sông Lý Hòa cũng gặp phải tình trạng tương tự. Cái việc nạo vét cần kinh phí rất lớn trong khi ngân sách địa phương còn hạn chế, nên hiện vẫn chưa thể tiến hành nạo vét các cửa sông. Hiện nay cơ sở tân nghề cá của tỉnh Quảng Bình thì còn nhiều bất cập so với cái đội tàu khai thác của tỉnh Quảng Bình. Thứ nhất là có cả cái cửa sông là bị cạn, thường xuyên là bồi lấp, luồng lạch ra vào cảng là thay đổi, do vậy tàu cá ra vào là thường xuyên là bị cạn. Thì là chỉ có được cái cửa danh thì tàu cá ra vào thuận lợi, còn lại cửa Ròn và cửa Nhật Lệ thì thường xuyên là bị cạn. Xác định việc nạo vét thông luồng các cửa sông không chỉ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của ngư dân lưu thông, mà còn góp phần phát huy thế mạnh về kinh tế biển của tỉnh Quảng Bình, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trên biển. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt dự án nạo vét cửa sông Nhật Lệ với số vốn khoảng 15 tỷ đồng. Trong khi ngân sách còn eo hẹp, thiết nghĩ các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình cần khảo sát, nghiên cứu phương án khắc phục căn cơ, mang tính lâu dài hơn.